Je salue. Monsieur le Président, je vous remercie. លោកប្រធានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធានអត់ encore quelques secondes មិនតន់ចប់ទេខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមពេល 3-4 វិនាទីមិនតន់ចប់ទេលោកអ៊ូថារិតចាំបន្តិចទៀតទំលោកទំលោកបន្តសម្ដីរបស់លោកចុងក្រោយឥឡូវមិនតន់ចប់ទេនៅភាគីសហប្រាជ្ញាមេធាវីការពារក្តីនិងការកត់ទំគាល់របស់ជនជាប់ចោតនៅចំពោះស្ដីថ្លែងការណ៍របស់លោកហើយចុងក្រោយសូមអង្គជំរះនឹងទុកឱកាសជូនលោកដើម្បីធ្វើតីនិយាយតំដីដែលលោកប៉ុនប៉ងចង់និយាយអ្វីមិញនេះមកជាបន្តអង្គជំរះសំណួរទៅដើមតំណាងសហប្រាជ្ញាតើមានទំនួលអ្វីសួរចំពោះដើមមនងរដ្ឋវិនីអ៊ូសៅរិតដែរឬទេJe vous remercie, Monsieur le Président. J'aurais une ou deux questions à poser à Monsieur Oussavrit concernant sa déclaration de tout à l'heure, puisqu'il y a une ou deux périodes dont il n'a pas parlé concernant son frère. Monsieur Oussavrit, avez-vous su, je sais que vous étiez loin, mais est-ce que votre famille savait où se trouvait votre frère entre avril et octobre 1975? Vous avez évoqué qu'il avait travaillé au ministère des Affaires étrangères et qu'il était détaché dans les bureaux du Premier ministre jusqu'en 1975. Que s'est-il donc passé à partir d'avril? A-t-il été évacué ou est-il resté à Phnom Penh? Merci. Bonjour, monsieur le coprocureur. Après le 19 avril 1975, votre famille បងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារ10នាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសដោយប្រជាជនផ្សេងៗទៀតនោះដែរគឺអ្នកភ្នំពេញដែលត្រូវបានគេជម្លៀសគឺដូចគ្នាទាំងអស់ថាតើខ្ញុំបានដឹងពីការចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួននៅស-21ហ្នឹងដែរឬទេដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំបានដឹងពីរឿងនេះនៅពេលដែលប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំមកពីជំរំជនភៀសខ្លួនប្រទេសថៃមកជួបខ្ញុំហើយក្នុងគណៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំបានឃើញបញ្ជីអ្នកទោសទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនដែលតុលាការបានបង្ហាញជូននោះដូច្នេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ហើយនិង1979ខ្ញុំមិនមានដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំJ'aurais juste une question de plus. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que votre frère, avant, au moment où il était arrêté, avait donné le message à sa sœur de prendre soin de sa famille, je crois. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire plus sur les circonstances de cette arrestation ? Où était-il et est-ce que vous savez pourquoi il a été arrêté? Est-ce que c'était parce qu'il a été identifié comme étant membre du ministère des Affaires étrangères avant 1975 ou bien pour d'autres raisons? Je vous remercie. Je crois qu'il faut relier...ខ្ញុំឡើយខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិរបស់បងខ្ញុំជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់
hơi nâng chọc tân nâng tùm nè tùm nông chìm mùi chú lông ràng sĩ đà thà có nâng cọng chìm mùi hay nâng nông phùm chìm mùi khả nè hơi du même milieu et de la même famille chia đời xa thay dương thân nâng nông cọng cổ xa thêm mùi hay nâng chìa nè chật kháng chìm mùi khả nế cứ cực cực nế tơ bàn kì sáng xài Perhaps chỉ bên topica chạp khuôn chu long rong si mau. Le chef de district peut-être a voulu finir son travail. Cái nét sọc, perhaps chỉ trong hay bên chọc càng nghe được bao bong nhom mực tử. Je vous remercie. Je n'avais pas tout à fait saisi votre réponse tout à l'heure. Merci. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président. Nhom mình miên sum nu away tới lúc tiệt tê sum ok. La défense n'a pas de questions à poser à la partie civile, Monsieur le Président. Métavi Kanesares, Métavi Kapi, mon mien somnou, tadam madang ratavini te lupitin, somokun. ជាបន្តនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសដល់ជនជាតិចោតដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនីអ៊ូសាវរិតសូមជើញ Sum korup lo pathien khnyom khmien ka kat samkol ay chi pisaes thaim tiet te sum bachap trom nai okun lok u sarat damna ka nei sdap trai thlaing ka robos lok knong niem che daem bdang rat pavini dael jeung ban riep chom tveu pi chomngai តាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្រិនបរិញ្ញដែលយើងរៀបចំនៅសាលាក្តីនេះលើកទី1ឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអបិញមិញនេះអង្គជំរះបានស្ដាប់នៅបំណងរបស់លោកដែលមានការចង់និយាយសម្ដីខ្លះពីចម្ងាយមកកាន់អង្គជំរះឥឡូវនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយនេះដល់លោកដើម្បីលោកបាននិយាយអ្វីដែលលោកមានបំណងចង់និយាយសូមអញ្ជើញ Je vous remercie, Monsieur le Président. Dame Ndang Ratwini, som okun lo prathien. Chie patham khim som thlai nokun talaka. Da ban ananyat oy khnyom. Thve oy thve sekdai thlaing ka da pusda ni hai som thlaing omnokun chompuh ka ngie robos dam ndang ratwini nang nethevi hai nang krom ka ngie che pises dol sala kdai phong dae da khang dae ban riep chom oy mien ka thveu sakkhikam pi chomngai ni hai khim som thlai omnokun che thmey dol ong kphiep ke okun os pi duong chet pi krom kruosa robos khnyom chompuh ប្រធានគណៈមេធាវីទីក្រុងប៉ារីសដែលបានរៀបចំការរៀបចំនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះបានដែលថាបានដោយជាមេធាវីស៊ីណែលហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីជួបរមៀងអង្គរមេស៊ីលោកដែលខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះ លោកប្រធាននិងលោកលោកស្រីចៅក្រមទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះសូមអរគុណ Je salue. សូមអរគុណ. បងនំណាកាស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់ដើមរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះអ៊ូសាវរិតឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងមាន
đang bên đó rồi một tiết đại ban vừa cả phần đầu phần miền một chấm nốt hơi hay là bị lìa xong là mồm chẳng cứ dương thầm lạnh to đồng là cả đập nơi sẽ để thành cá đó bỏ mì bỏ đang bên đó đi chung mùa chung nữ chỉ vật to một tay là cá chưa đang bên đó đi chung mùa chung nữ một căn thì cả lại đại ban tiếp trong túc thầm rạp đang bên đó đi này chụp một ông chụp ra. Dùm ăn nhá lục thiến, phía kia lục ưu sao rất bật hai chi một toàn đang thập mình chọc tiếp luôn nấu lưu xuống dây trong trăm nó lại xung lục thiến chụp một điệp ở kê trả chanh bị cái lạnh của bạn và xong mọc quân. Chụp điệp lục ưu sao rất đâm nà ca này ca sắp đây lạnh ca rồi bỏ lục đó thì mình chọc hơi nhưng xong lục trả chanh bị cái lạnh của bạn hơi nhưng nó nhìn vào đây là mình ca chụp phát đạch tâm nè ca bỏ bọn tệ tương nông ca lại cho lòng chỉ mùi nâng kháng lục tiệt hời. Nous allons mettre fin à notre liaison par visioconférence. Lục trầy chung nữ cho lục trầy sư trầy thầy ca rì bà rộp chung đọa ông chung đe đọa ông xâm ra ca ông pi rừng hết ông pi tùm nẹ tùm nông tùm nâng bọt đọc kết để trở bàn chọt bà căn từ lưu chung dập cháu chung một căn kia khá đúc đây nằm ở bắc pol chấm phố lục sấy khnông long pil nơi cả bằng cao nằm robot cá mình tì sơn ở sóc so một hay mũi khnông long campuchia bị chia thập tay can nằm nai nhà campuchia chấp bị ngay tì đầm pel khai mi sa chenam một bom để chặt pram thôi đang ngay tì bờ mũi khai mẹ cara chenam một bom để chặt bún đây nằm ở lục sấy sầm rạch bắt đằng tăng khluôn chợ đầu mà đang gặp lại bên này bắt đằng tiêm tiêm tầm nong bị chìm đập cháo nâng mình chia ông pi giờ than ở phía phía thanh cam để miên chấm phố lục sấy chỉ át các khối khai riêng cái so mà đẻ được chất nâng chỉ phải bị bạo to để các làng bị bọt độc rất hơi miền bật bọt cát chỉ phù lục sấy là hỗ trợ về bảy bàn đi xong anh chơi chào con tôi là ca chỉ tì gục nhom nhom xong ca ở nhà ta sạch lấy thanh ca bò nên nhom nâng ai chỉ đi bộ đi nằm chặt sập màu ตัวนึงจะสับปมปูนกล่าวยิงติดบ้านเตจ้ะอาจบ้านอองจำได้อนุญาตกรณ์แต่เชี่ยการสังเข็บบ้านเฮ้ยในกิจดำดับบงปัญหาจำบ้องคือในจันทร์ลอยจะพรำจะสับปมปูนได้เมียงกาเปียป้อนหนึ่งมันที่ซอมมาไปมุ้ยได้ลูกชายเมียงกาเปียป้อนเชี่ยกรมกรุษาหรือก็เรื่องคลุนบอลลูกชายพิทอลในขนมซอมมาไปบุญนี่เชี่ยเรื่องจำบ้องจำในไอเรื่อง ตอบสัมผัสกับดามคือลูกชายอันยีบานปีดามเราดอลจอมไอ้กรอยจะตัวบุญได้ลูกชายบานมีนตกเศร้าเวทนีในขนมอมลงไปโน่ต้มจืดจ้าอาคุณเชี่ยนบ้องสมทนายนับคนจำพวกฟังจำนวนกุมเรียมีสามัญขนมปลาคาตั้งจี nhưng nhóm xong rượu rọc nơi trong năm một quan trọng buồn rồi chất sắp trong cửa xa nên nhóm rồi nơi tì trong tình về hay đà miên một lập bò chỉ cả sự co cứ thôi prang nơi hàng lạch tình về nên chàng hỏi nơi trong năm chất sắp nâng đáy cứ cao bị bật tất cả đọc bầm bay mỹ na trong năm một quan trọng buồn rồi chất sắp cứ chia ngày rót và hà sầm đại xe nổ đứng, chả hơi liên nhóm co nơi nung ti còng ti về nứng hơi còi một tiếng nơi nông chín năm chặt sầm nâng đáy co miền cà vai khnề nơi ti còng nứng cứ còi bị cà vai khnề lực ti pí còng cua xa liên nhóm chẳng o nứng co bàn chạ chân thì ti còng nông mà ruồn nơi nông nằm bàn nằm đó สรอกกำนาทางมาได้ขยมจ้ะคือภูมิเปรไซภูมิจิตกลางสรอกหนึ่งขาดตรีใบ
រហូតមកដល់ឆ្នាំ1971នាងខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់ជាបងប្អូនបង្កើតនឹងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើសកម្មភាពការងារបដិវត្តជាមួយអង្គការខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលនោះនាងខ្ញុំក៏បានទទួលនីតិជាប្រធាននារីភូមិក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ72ក៏ឡើងមកធ្វើការជាប្រធាននារីឃុំជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ73នាងខ្ញុំក៏បានត្រូវអង្គការចាត់តាំងមកធ្វើជាកងតបនារីប្រចាំស្រុកព្រៃវែងចាអង្គការនោះមានតែមួយកងអនុសេនាតូចទេគឺបម្រើការងារសមរភូមិសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារគ្រាប់រំសេវអីទៅសមរភូមិនៅខ្សែត្រៀបមុខជាមួយយុទ្ធជនតែมันមានភារកិច្ចបាញ់ទេតែគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកនាំស្បៀងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ74ក៏នាងខ្ញុំនឹងក៏ត្រូវអង្គការជំរើសចាត់តាំងមកធ្វើជាកងតបយុទ្ធនារីរបស់ភូមិភាគពពាចាអញ្ចឹងនៅពេលអំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំឡើងមកជាកងតបនារីនៅភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងគឺក៏មិនទាន់បានមានសកម្មភាពប្រយុទ្ធឬក៏បោកសមរភូមិដែរគឺនាងខ្ញុំនៅហាត់វឹកវើនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តបនៅសាលាស200ចាហើយសាលាស200ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមើលយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាជាកន្លែងស្លពលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហាត់រៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាលាស200ហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល4ខែគឺដល់ពេលបែក17មេសា75ចុងក្រោយពេលថ្ងៃទី17មេសាបែកឆ្នាំ1975ហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំខែទេបើនៅចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺថាជា2 3ខែក្រោយមកបានត្រូវអង្គការបញ្ជូនមកភ្នំពេញចាបញ្ជូនមកភ្នំពេញហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រសួងភ័ព្វភារសេនាធិការរបស់មជ្ឈមមានភារកិច្ចយាមឃ្លាំងក្របនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានផ្នែកមួយជាផ្នែកអង្គភាពស80ហើយទីតាំងដែលយើងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅម្ដុំទួលកោកជាមានភារកិច្ចដឹកជញ្ជូនយុទ្ធភ័ណ្ឌគេហៅគ្រាប់ជ័យភ័ណ្ឌប្រមូលគ្រាប់ជ័យភ័ណ្ឌហើយនឹងគ្រាប់ល្អក៏មានដែរដែលដឹកចេញពីក្រៅដឹកចូលមកពីក្រៅប្រទេសតាមច្រកផៃពងសោមឬក៏តាមច្រកមកពីខាងកាចេះមកពីច្រកវៀតណាមហើយនាងខ្ញុំនៅប្រចាំការនៅអេទីក្រុកទុកពេញនឹងសម្រាប់ទទួលនិងចាត់ចែងទុកដាក់រៀបចំអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រាប់ផ្សេងនឹងតាមឃ្លាំងហើយក្នុងការទុកដាក់គ្រាប់គឺភាគច្រើនគឺទុកតាមផ្ទះថ្មដែលមានស្រាប់ហើយនឹងវាចាប់ពីសាលាវិទ្យាល័យអន្តរទេវីរហូតទៅដល់បកគោទូអង្គតែនទួលកោកនឹងមកប្លុកនឹងហើយនឹងប្លុកផ្សេងៗទៀតពេញទីក្រុងភ្នំពេញនឹងដូចជាទឹកថ្លាដូចជាម្ដុំពោចតុងម្ដុំទួលតពូវនឹងគឺស្រិតតែកន្លែងផ្ទុកក្របអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ76ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំតិចខ្លួនខ្ញុំនឹងក៏ត្រូវអង្គការរៀបចំឲ្យមានគូសកលជាលើកដំបូងនៅក្នុងអង្គភាពនឹងប្តីរបស់នាងខ្ញុំគឺជាយុទ្ធជននៅក្នុងអង្គភាពនឹងដែរ
còn tại môn đừng quạt mà nơi ăn gặp hiệp so bạch sập nứng cứ quạt nơi con của bày lại đọc hàng cùng phía đò cùng chàm chả đàn màu ngày thì bẩm bốn khai bẩm bay cho sắp bẩm bớt cứ kê bàn nuông bà đây nhầm màu xò mà phê muối hỏi cao bay thằng ngày đây kê chạp bà đây nhầm nâng cứ bàn khuôn nhầm cứ ngày đập bí khai bẩm bay cho sắp bẩm bớt nằm bốn nhầm mình chạm ngày khai thế chạm tại chứ nám mình nhầm bà ai tới lưu ai cả xa thế đây nhầm chạm này chạy bàn nâng cứ bà ai tới lưu ai cả xa đà miền do tranh bị tù xài mà chắc nhầm chẳng chấm riệp chôn lô bật hiên chế riệp chế bò rà miên ạch căn tài chá bác hà môn nâng nhầm nâng bí nạp đây bà bốn tranh phát bì ong gặp hiếp so bạch sập nâng tòa xuông xe ná thị ca nâng cứ làm bóng đi do đây khi nhau màu nơi mà đông vật cầm san hàng bóng cho bàn bơi đại dương chi lan bao tam lời mò tê lệ nứng cần hàng bóng cho bàn bơi nứng về nứng khi nhau nơi sầm rạ chia bàn nơi phê thế đời khi nhau miền tây phù chiêng buôn khai hoàn toàn bát chán chẳng khi do đây khi nhau mầm hai nơi phê đại khi nhau chia mình thật toàn chia đấy còn tha về miền cẩm lăng tích nam mối à rắm được đây thật xong thì tranh bị bẹt bàn tay nơi pê lại khi tranh bị bẹt nâng có kia mình áo khi ta ăn gặp hiệp so bài sập thế cứ kia áo khi nơi cả lại nâng sân vô miền kia do khả ai mà ao chẳng pê nâng có khi nơi chăm nâng pê kia do khả ai mà ao ban kia nó khi tranh từ khi ra tháng tới chung vào đây về nước nhưng tới chung vào đây mà khi vào đây nhưng nơi cả lại bằng cả anh pha rồi bỏ cả xuống nơi mà đông hoạt cầm xa hàng bông cái bàn bờ nó cứ đâm làm nằm đâm mình lại bằng ca xâm rạp ông bà thăm ông gặp thiệp nâng cả xuống ở dạy bê tới chiếc mặt hai nơi cả lại nó cứ mình nhìn bánh hai thử bạp thế cô mình toàn đo cái lại cục vì nơi cái lại đốt đầm bọc xuồng và hai chiếc chiêng mặc hai cây máu tớp miên tớp cái chạp ở đây hình tớ chờ xong ăn nhà lục thiến xong ăn nhà ở khang nè xong rót xong rượu phao chật tông quy chật đào mình đang đọc tìm nè các bạn bạn ông chúng này ăn nhà xong chơi nhỉ
chăng là nơi ngay thì phẩm bốn ngay thì phẩm bốn khai phẩm bảy cho năm chắc sẽ phẩm ba cứ khi nhầm ban chú nằm ná ở đây khi nhầm lang lan chả hay nâng lan đấy cứ miền tây hai chỉ khi đọc nè do tranh bị lạnh bằng cả anh thờ đấy chăng nơi bên nâng khi nhầm ban chú quạt đã hiệp khảo ai chú quạt 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 là ban làm thằng quạt mình ruột đấy hai chỉ quạt đằng đằng hà từ lại na lại na quạt quạt mình ruột thì chăng chăng cài máu ban thầy bay ngay có cái chắp khi nhầm mà tiệt tại nằm bóng khi nhầm mình đằng hà vào đây khi nhầm máu so mà thay môi thế cứ đằng thà bị thà lột đầm hai khuôn khi nhầm nó cài bay ngay có cái chắp mà thấy bê đã kê chạm màu nên cứ miền kia pi nè mà nè nó nhom qua cho bạn này cứ qua một chai mình thương nơi phải riêng tài quạt mình bàn đặt kia mình đăng thế hai nhom còn mình đăng tài quạt nơi rung rứ sập phong quạt nơi phò phía sân thì cá cho mồi đá tài quạt nơi hàng này do này chốt lạnh chua chua gặp phơi nơi pê đã kê nằm kia màu nó cứ làm tàu tại nhà mình chăm ban tha làn nông mà ấy để còn là đằng thà làn tàu thấy bê cái đặc màu đầm bóng cứ cái giờ khi nhà mặt nạ trăng mình ti pẹt pẹt thế nào nữa chia mình ti pẹt cuột vì rằng công chả buộc khi nhầm squat cho ba bê đai mặt đó nâng buộc nhầm thọp cày bê môn chập luôn khi nhầm thọp tại giờ cọp chơi dập quan nâng mặt đầm nâng nhầm squat cho ba mà đó thì nó nhân score theo một tí bảy bảy thế nào tại khi nhóm mà toàn đăng thang cả lại nâng chia cả lại lột đầm bỏ so mà pay mùi tiền chẳng lời thằng ngày nâng cầu về lại thằng ngày à xin tích hai chị mong bấy ban kê nòm khi nhóm đào vì mình tì nâng mà đó phum tầng chơi đào chlon cắt pin vô mũi cắt phum nâng nơi ai tầng nâng về đà mò nó cứ score cho ban nơi mà tam một vật cặp bờ hà tam pleasure chết này về lại khi mà đào sân chơi ban khi mà đăng thà cả lại này chơi cả lại luôn đam pru khi mà score bóng vạt mà nè đàn nơi câu và pay bà có xuống pho phê nó đại kỳ bạc ca thạc quạt chia sẻ á giờ tới luôn đam nơi so mà pay mùi giờ tới luôn đam mày chẳng phải là khi em score bằng vạt nước ban nhom đăng tháo cái lại ní so mà phê mùi đài bạn đang nơi bảy thân áo nhưng mà cả nơi bảy thân áo đặt đăng thì cả nơi tì bảy thân áo nó chả hỏi nơi pê nắng nơi cái lại nắng cứ kê mình toàn thứ sai đấy cái lại nắng kê đâm chia mình lái chia pô chia sẵn tay hay mình cầm chăm ti hay miền cầm thai nằm nằm nơi block nưng block home nưng ai bên nưng nhom tay thứ ca cho mũi cây ắt ca tê mô là hai đại nhóm tại thứ ca mình cả đòi tìm mối nhóm tranh cầu mà toàn chia cứ bàn đây tại nhóm học bài là toàn ca nợ cầu thì bây cứ đại nhóm này bị ca hàng đại căn cho bà con ca chà hay ca nắng bên dây bị riêng cái bọc nhóm nắng viết công rồi ta hao đại nhóm chạp chán đang bị mặc hai là hốt buồn tham khai nâng là toàn ban bạc chán
ខ្ញុំសំបីតែខ្ញុំផឹកទឹកក៏ខួតដែរហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញអាសំឡងផ្ទះថ្នោតធំក្លិនសំឡងផ្ទះថ្នោតនៅស្ទឹងជ្រៅហ្នឹងគឺខ្ញុំក្អួតខ្ញុំស្វាងខ្ញុំហូបបាយបានតិចតិចហើយជាមួយតែអំបិលតែខ្ញុំហូបមិនកាយខ្ញុំសុំអំបិលហូបមកអញ្ចឹងក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យហូបអំបិលត្រាបាយហ្នឹងបងវ៉ាតែស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងគាត់គាត់យកមកឲ្យខ្ញុំអានពេល4 5គ្រាប់កាលហ្នឹងយើងនៅហូបអំបិលគ្រាប់ឥឡូវយើងគ្មានអំបិលអត់ហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅស្ទឹងជ្រៅហ្នឹងគឺចាប់ពីពោះចូល5ខែរហូតខ្ញុំឆ្លងទន្លេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំគ្រប់ខែខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេតែថាពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយគឺនៅតែប្រែខ្ញុំទៅកាប់អោទៀតពេលនេះខ្ញុំលអិលដួលច្រកគៀវទៅតាមភ្លឺស្រែរហូតដល់ខ្ញុំធ្លាក់ឈាមដើរមិនរួចដល់កូនក្នុងផ្ទៃខ្ទាស់ខ្ញុំនៅតែទឹកភ្នែករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចាពេលនោះបានវាឲ្យខ្ញុំឈប់សម្រាប់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្បែរក្បែរនឹងហើយប៉ែតកន្លែងនឹងគឺមានឈ្មោះបងថាចាជាប៉ែតឈ្មោះនៅក្បែរនឹងដែរគឺគាត់ច្នាប់ណាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ណាមិនគាត់មើលប្រងើយកន្តោយទេវាពួកវានៅកន្លែងនឹងបានសួរថាម៉េចអាចទុកនឹងបានទេគាត់ថាអីទេហើយពេលនឹងគាត់ក៏ចាក់ថ្នាំខាត់ឈាមអីទៅក៏ខ្ញុំបានចូលសម្រាប់រហូតដល់ពេលឆ្លងទន្លេសូមជាក់ជូនថានៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងទន្លេនឹងគឺឈ្មោះឆាយមិនឃើញដែលគាត់ពោះធំដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់មុនខ្ញុំមួយខែអញ្ចឹងបានគាត់នឹងបង្រើខ្ញុំហើយពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេហ្នឹងខ្ញុំបង្រើគាត់ដល់ពេលខ្ញុំឆ្លងទន្លេហើយហ្នឹងគាត់មិនទាន់ចេញហ្នឹងគាត់បង្រើខ្ញុំម្ដងចឹងខ្ញុំមិនអាចចាំថ្ងៃខែច្បាស់ពេលដែលខ្ញុំឆ្លងទន្លេហើយបានប្រហែលជាមួយខែឬក៏ជាងមួយខែមិនដឹងគឺបានគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅព្រៃសកាលនោះខ្ញុំដឹងថាព្រៃសជាស24របស់សាខាស21ហ្នឹងចាហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំចុះបញ្ជូនខ្ញុំឡើងចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដើរទៅស24ហ្នឹងវាកាត់វាលពីស្ទឹងជ្រៅព្រែកថ្នោតមកត្បូងហ្នឹងវាឆ្ងាយដែរដៃខ្ញុំមកខាងពីការមិនអាចបីកូនបានខ្ញុំត្រូវចងស្ពាយកូនឈប់សម្រាកជាញឹកញាប់ដែលវាវិចបាយកញ្ចប់ឲ្យហូមដើរគ្មានអីជិះទេដើរកាត់វាលថ្នោតហ្នឹងមកហើយខ្ញុំមិនចាំថាខ្ញុំនៅព្រៃសបានយូរប៉ុន្មានព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅស្ទូងអត់ទាន់កើតទេពួកដៃខ្ញុំនៅស្ពឹកដៃពិការហ្នឹងចាទៅបញ្ជូនខ្ញុំមកបាគូឬក៏ស្ទឹងជ្រៅខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ប៉ុន្តែបញ្ជូនខ្ញុំចាញ់ពីព្រៃសមកហើយពេលដែលបញ្ជូនខ្ញុំចាញ់ពីព្រៃសហ្នឹងខ្ញុំមិននៅធ្វើស្រែបាគូប៉ុន្តែដំបងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើស្រែកែទេខ្ញុំនៅមើលកុមារចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលកុមារនឹងក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺមើលកុមារប្រហែលជា4ទៅ5នាក់ឯហ្នឹងហើយធម្មតាយើងកូនយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេយើងបានថ្នាក់ថ្នមជាងគេហើយចំពោះគ្នាអ្នកដែលទៅស្រែហើយយកកូនមកទុកដាក់ហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ហើយការពិបាកហ្នឹងគឺវាត្រូវបន្តមកដល់ខ្ញុំម្ដងពេលដែលខ្ញុំស្ទូងកើតតែមិនចាំប្រហែលជា2ខែឬក៏3ខែមិនដឹងទេក្រោយពេលដែលខ្ញុំឆ្លងទៅលេហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំខែប៉ុន្តែខ្ញុំស្ទូងកើតហើយហើយដៃខ្ញុំនៅស្ពឹកតិចៗអាចបាច់សណាប់ស្ទូងបានខ្ញុំ
ញុំនឹកទៅណោះកូនខ្ញុំបានបើកមួយថ្ងៃតែម្ដងគត់ពេលខ្ញុំសម្រាកថ្ងៃត្រង់លោកគ្រូនេះខ្ញុំបានច្បាច់ទឹកដោះចេញដើម្បីល្ងាចឲ្យកូនមកបានបើកទៀតតែក្រោយមកកូនពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលឈ្មោះឆាយមុនធឿនដែលគេកើតមុនខ្ញុំមួយខែហ្នឹងក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក៏ងាប់ស្លាប់ទៅកូននឹងស្លាប់ហើយយប់នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងមានៀនប្រាប់គេទេក៏ទុកកូននឹងតង់ភ្លឺហើយកូនខ្ញុំនឹងក៏ដេកអោជាមួយកូនគាត់នឹងដែលស្លាប់នឹងខ្ញុំក៏ដេកអោទាំងអស់តែឃ្លៀងទៅទាល់តែភ្លឺបានប្រាប់គេថាឥឡូវកូនខ្ញុំស្លាប់ចឹងទៅមែនកូនខ្ញុំឯងកូនមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងឈ្មោះឆាយមន្តឿននឹងកាលនោះគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនគាត់ថាឆាយមន្តាគាត់ស្រីគាត់ក៏កើតកូនស្រីខ្ញុំកូនប្រុសហើយព្រឹកឡើងប្រាប់គេទៅគេក៏យកកូននឹងទៅកប់នៅក្បែរនឹងគុំចេកក្បែរនឹងទៅមិនយូរប៉ុន្មានប្រហែលជា6 7ថ្ងៃនឹងកូនខ្ញុំក៏ចាប់ឈឺពេលឈឺនឹងខ្ញុំក៏គាត់ថាបានប្រាប់ថាកូនខ្ញុំក្តៅខ្លួនហើយជួយមើលផងប្រាប់អ្នកមើលកុមារនេះរួចហើយខ្ញុំក៏ចេញទៅស្ទូងទៅចាដល់ទៅពេលល្ងាចមកវិញគេប្រាប់ខ្ញុំថាខូនយកទៅពេទ្យហើយពេទ្យពេញខ្ញុំថាខ្ញុំហួសចិត្តត្រង់ថាគេមិនឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយក្រោយមកបានតែ2ថ្ងៃបានឃើញឡានមួយមកចូលខ្ញុំថាទៅតាមកូនកូននឹងលួងមិនស្ងៀមទេយំរហូតពេលនោះខ្ញុំអន់ណាហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងខ្ញុំច្បាច់ទឹកដោះចោលរហូតក្រេសង្គួសង្គមតែបានកូនបានទៅបានបើវិញចាហើយអត់ណាពេលដែលគេយកថាទៅជុំកូនគឺខ្ញុំអរមែនតែនតែទុយទៅវិញពេលខ្ញុំទៅឲ្យកូនបើបានតែមួយម៉ោងក្រោយមកកូនខ្ញុំក៏ស្លាប់ដោយកាលនោះវាឈឺលាប់ក្ជ្រិលពេលដែលវាបើកដល់ខ្ញុំវាលាប់ទៅជារៀកមិនបាត់រហូតស្លាប់នឹងដៃខ្ញុំហើយចឹងពេលដែលគេយកយើងទៅលួតដំនៅស24និងក្នុងសាខាស21នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនថាពិបាកទ្រាំណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបត់បែនទៅតាមទម្លាប់ដែលតែគេប្រើយើងនឹងក្រោយពេលដែលកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយកាលនោះប៉ែតនឹងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ព្រោះថាវាមានការប្រែប្រួលខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ថាមនុស្សជាពេទ្យក្នុងឈ្មោះអីទេមកដល់ភ្នំពេញនឹងក៏សុំគេទៅវិញថាមិនដឹងនៅទេក្រោយកូនស្លាប់បាន4ថ្ងៃហ្នឹងថាខ្ញុំទៅស្ទូងវិញព្រោះខែហ្នឹងវាចង់ខែស្ទូងផងព្រោះកាលដែលកូនខ្ញុំឈឺហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ7ឬ8ខែចាំមិនច្បាស់ពួកខ្ញុំកើតឆ្លងទលេនៅខែ1ឆ្នាំ78អញ្ចឹងនៅពេលស្ទូងនឹងប្រហែលជាខែ8អញ្ចឹងប្រហែលជាកូនខ្ញុំអាយុ7 8ខែហ្នឹងហើយពេលដែលកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយនៅមិនសុខក៏សុំគេមកវិញមកស្ទូងវិញគឺរឿងមួយដែលអស្ចារ្យទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមកវិញហ្នឹងស្រាប់តែអង្គភាពហ្នឹងឈ្មោះថាក14ចាខ្ញុំគំនិតឃើញមិញមកក14ហើយកងហ្នឹងគេដាក់សម្រាប់តែអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយទេគឺអ្នកនៅលាវអត់ទេគឺសត្វអ្នកមានគ្រួសារទោះបីគ្មានកូនក៏ដែរកូនខ្ចីក៏ដែរក៏នៅចម្រោះគ្នានៅនឹង
ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកវិញហ្នឹងស្ទើរតែក្នុងកងហ្នឹងគេប្រកាសក្នុងកងថាខ្ញុំមិនស្អីអាអត់មានពីណាស្ដីរកខ្ញុំមកម៉ាក់នេះនៅថាខ្ញុំខ្សឹបសួរមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំទេហេតុអីបានទីគេមិនស្ដីរកចឹងខ្ញុំក៏លត់ដំអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅតាមនឹងទៅចេះតែដូចថាយើងចោះញោមគេចេះតែធ្វើដូចមនុស្សឈួតចេះតែដូចថាច្រៀងគឺធ្វើកុំឲ្យគេដឹងថាយើងកាត់ទុកដើម្បីឲ្យគេរីករាយថាយើងនឹងពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយគេដែរពាក្យថាគេនេះខ្ញុំចង់និយាយថាអង្គការខ្មែរក្រហមហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំឈ្មោះហើយចឹងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ1978នឹងគឺជាឆ្នាំទឹកទន្លេធំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងគឺខ្ញុំនៅចាំបានគឺទំនប់នៅបាគូនឹងគឺបាក់លិចអស់ស្រូវឃើញតែទឹកល្វឹងល្វើយហើយកាលនឹងខ្ញុំក៏គេសួររកអ្នកចេះចាយទូកខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តកាលនោះយើងចេះចាយទូកមែនគឺថាបើវាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយគេបានភ្នាល់ដាក់ជីវិតគេទៀតថាបើខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចលិចទូកឬក៏មិនសូមដាក់ជីវិតកាន់ដល់ចាចឹងក្រោយមកមន្ត្រីតុលាការពិនិត្យទៀងទាត់នៅជាមួយនឹងខាងបកប្រែមើលតើមិនបានអត់មានការបកប្រែភាសាកុំបាននិយាយឥឡូវអត់មានការបកប្រែមន្ត្រីតុលាការទទួលស្រួលជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីបច្ចេកទេសនៃការបកប្រែភាសានេះ